Những ngày đầu năm, netizen ngoài ám ảnh trend đồng chí Tờ Linh lên đồ thì một giai điệu khác cũng dần dần không kém, chính là con bạch tuộc kêu. Còn nhớ, trong bài hát Tâm trong tim do Qua Quy và học trò Lách Ca biểu diễn vào đêm chung kết Rap Việt mùa 2, Qua Quy tạo điểm nhấn ấn tượng cho bài hát khi sử dụng tiếng kêu bíp bíp đặc trưng của đồ chơi con bạch tuộc. Điểm nhấn đặc biệt của bản nhạc này nằm ở tiếng bóp con bạch tuộc đồ chơi nghe bíp 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 tạo nên sự khác lạ cho giai điệu, cùng với lyric ngộ nghĩnh khi anh bóp con bạch tuộc kêu. Dân tình đã nhiệt tình đua trend bạch tuộc tạo nên vô số video thú vị trên TikTok. Ngay sau đó, MC Trấn Thành còn dự đoán đây sẽ là ca khúc view cao nhất rap Việt mọi thời đại vì các em bé sẽ cày view YouTube. View cao nhất rap Việt hay chưa thì không biết, chứ con bạch tuộc đã giúp Co Quy và Lách Ca ậm về ngôi vương nhạc viral nhất. Bóp con bạch tuộc kêu khiến dân tình đã nhiệt tình đua trend, dễ dàng bắt gặp những video khoe má bánh bao phúng phính. Nhiều trai xinh gái đẹp top top đã sử dụng đoạn nhạc này. Giai điệu con bạch tuộc viral không gói gọn trong trend nào của giới trẻ, mà các video chỉ cần hơi hài hước, nhí nhảnh đều có thể được chèn giai điệu này. Ngoài được dùng làm nhạc nền cho các video khoe khéo vi rùa dễ thương với má bánh bao, đoạn nhạc con bạch tuộc kêu còn được nhiều người ghép vào clip khoái thú cưng hay các clip có nội dung hài hước khác. Đáng chú ý, dù con bạch tuộc đã phủ sóng như vậy, nhưng chính chủ Co Quy thừa nhận tối cổ, vô cùng bất ngờ và hào hứng. Không chỉ vậy, khi thấy em nó phủ sóng, Co Quy còn tự hào khẳng định làm được rồi. Đây đúng là một điểm nhấn tuyệt vời hậu rap Việt mùa 2. Cũng trong bài đăng này, ngoài việc ngạc nhiên vì chính trend từ ca khúc mình và học trò Black, thì Co Quy còn bồi hồi nhớ lại khoảnh khắc cầm con bạch tuộc bóp trên rap Việt. Với vị trí á quân của học trò, có thể nói Co Quy đã làm rất tốt vai trò của mình. Với độ vai rồi như vậy, chắc chắn trend này còn gây sốt hơn nữa. Còn chần chừ gì mà không đu trend này nhanh nào. Rap Việt mùa 2 đã khép lại với quán quân hôm ấy là Si trên team Kazik, nhưng người ấm về ngôi vương nhạc vai rồi nhất lại chính là Lách Ca của Co Quy. Lách Ca từ khi lộ diện tại vòng casting Rap Việt mùa 2 đã khiến cộng đồng rap đưa tin dần dần, chỉ vì trình freestyle của nam rapper không ai là không biết đến. Cũng bởi Lách Ca còn từng giữ vị trí giám khảo ngang hàng với cả Bin và Jam tại Backstage Battle Rap, nên khán giả Rap Việt đều xem anh chàng như ứng cử viên sáng giá của ngôi vị quán quân mùa 2. Lách Ca cũng đã có bài đăng mới nhất sau gala Rap Việt mùa 2. Nam rapper cho biết, mình lời khi có giải á quân và thêm được một người anh em mới là Arthur, thí sinh trung tim Co Quy. Đáng chú ý, Lách Ca đã chia sẻ đầy ẩn ý, có gì với thời gian cũng muốn tiếp tục cống hiến để lấy thử cái quán quân cho biết vị, vui quá trời vui mà. Những chia sẻ mới nhất của Lách Ca khiến người hâm mộ cho rằng nam rapper đang có ý định tái xuất ở Rap Việt mùa 3 để ẵm về cúp vô địch cho được mới thôi. Bên dưới bài đăng, một tài khoản đã để lại bình luận, á quân thôi mà cay cú làm gì. Đáp lại, thí sinh tim Co Quy cho biết, cay cú gì đâu, đừng mồi sự cay cú đó nữa. Nếu Rap Việt tiếp tục ghi hình mùa mới, á quân Lách Ca cũng trở lại, xem ra chương trình mùa 3 sẽ thú vị đây. Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu thấy hay và hấp dẫn, hãy để lại bình luận động viên, bấm đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất của kênh. Chúc mọi người có thật nhiều sức khỏe cũng như luôn thực hiện tốt thông điệp 5K để bảo vệ bản thân cũng như mọi người xung quanh nhé.